khổ quá mà. Nhà có nhiêu tiền em đem hết đi mua vé. Tiền vậy trả vé không biết lấy không nè. 10 ngàn, 20, 30, 40, 40.500, 41 ngàn, 41.500, 42 ngàn. Tôi đếm tới chỗ đủ. 42.500, 43 ngàn, 43.500. Rồi kẹt xe rồi. 41.500 rồi. Rồi bắt đầu tới gai hành trình tới ga bốt. Bốt đang đông xe. Khổ quá anh kiếp lên chị chi anh xả ra hết luôn đó. Không mình trả tiền mà cái gì đâu nó điếm giờ nào điếm chị cha nó chứ. Mình đâu có làm gì vậy đâu, mình đâu có trả từ tờ, có nghĩa là mình điếm đủ lần mình đưa nó muốn làm gì đó. Đó trong đây giờ mình phải xè cái 200 vô đây nè. Môi cho mày cộng. Mày cộng lòi cái mỏ này ra luôn. Ít ăn lắm. Không mình đưa đàng hoàng chứ mình không đưa từ từ. Mình đếm đi nhưng mà em đếm đàng hoàng ha, cái tờ 200 em đưa đàng hoàng chứ để lộn của anh mất tiền anh. Thôi anh dạo này anh khổ anh thức đêm mấy ngày anh nói em ra hơi luôn á, giờ anh nhận đói thấy mẹ luôn có đồ ăn, giờ anh phải lấy tiền mua vé nè. Quay lại đây mà nói ha. Quên ví dụ là camera trước giờ ở nhà nó ngồi chờ chồng đem tiền về mà giờ phải lấy tiền mua vé đứt từng đoạn ruột. Đúng là giờ anh cứ đưa như đây nó đếm nhiều đếm thì cha đếm sao lòi 100 ngàn được rồi, thôi đem cầm cho cha đi. Thôi trăm đồng chứ là 100 ngàn. Tao quên. Là 100 ngàn. Thôi 100 đồng. Bà mẹ mất 100 đồng về vợ quýnh thấy mẹ luôn. Mày đếm có lấy khác. À, tiết kiệm cả tháng được như đây. Quý sĩ à, quý sĩ à. Anh boss mua vé thôi mà làm gì mừng gì à? Mua vé thôi, chỉ là mua vé thôi mà. Mua vé mà làm rần cái gì? 200 mét nữa, điểm đến của bạn sẽ nằm ở bên trái. Rồi 200 mét là điểm đến của bạn mà đang xe đang rất đông. Đó, bắt đầu. À cái anh Dũng đâu rồi ta? Anh Dũng đi sau rồi ta, tiến mạnh người lên đi chứ. Anh Dũng đang chạy xe rồi, có anh nào đi xe của anh Dũng không? Có không? Anh nào đi xe của anh Hoàng Dũng lên tiến cho đi. Anh Dũng đi với ai vậy? Nãy giờ chưa qua nó hả? Anh Hoàng Dũng đi sau mình đó mà không biết anh Hoàng Dũng đi. Hoàng Dũng qua vé rồi mà. Qua vé rồi. Hả? Qua rồi. Nói chuyện nói qua vé rồi. Anh Hoàng Dũng qua vé chưa? Qua bóp chưa? Cái đi xe anh Hoàng Dũng lên tiếng nghe đi. Vậy là chắc qua rồi, nãy điện anh nó nói qua rồi mà. Đây là trạm vé Ninh Lộc. Trạm vé Ninh Lộc. Tình hình là đang kẹt khoảng chừng 300 mét thôi chứ không đến nỗi nào nặng nề lắm. Nhưng mà sau khi anh Phương qua là nó sẽ để lại cái hậu quả 2 cây số. Trời thương có mặt luôn, quỷ sứ hà. Quỷ sứ hải hà. Quỷ sứ hải cái lên muốn lên trực tiếp không? Đi vô tới mọi chi tiết là cứ liên hệ số mấy tư phương. Liên hệ anh ác lắm nha. Sắp đến trạm thu phí tốc độ giới hạn 60 km. Chuyên gia đánh bót ớ quá vậy, chuyên gia phá bót phá cho quýnh nó chết nghỉ hết rồi đây, chuyên gia phá bót. Này đang quay này để phát lại không sao. Đó đây là khách hàng thượng đế rồi đó. Bạn Hữu phải không? Dán logo hai bên cặp với hậu à. Đúng rồi. Bạn Hữu. Bạn Hữu container nè. Chào cái cơ bạn Hữu. Chào không? Ôi tí đẹp trai. Tí đẹp trai. Biết luôn. Phải không? Đẹp trai á. Có gì? Tài xế về ai nói tiếng đâu. Phải tí đẹp trai sao nhìn mình kỹ gì ta, nhìn mình đắm đuối gì ta. Đó không biết xe anh đâu.
hả? Nó nhầm chứ đâu đuôi mới biết chứ còn kêu phía trước không biết đâu. Xe này là toàn là nam thanh nữ tú không à? Đi hello anh Phương, thì anh Phương có ra lời phát biểu cho mình nói chuyện người ta. Xin mời anh Phương có đôi lời phát biểu với cho anh em đang vô quá trời hỏi thăm anh. Đang kẹt anh em ơi. Tình hình bây giờ đang kẹt mé bên Hà Nội về thì khoảng 300 mét thôi. Còn mé thành phố Hồ Chí Minh vô thì chỉ có 3 cái xe thôi. Không hề thoáng. Mé Hà Nội về thì hiện tại thì ID thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội thì trạm Ninh Hòa thì không kẹt xe. Nhưng ngược lại ID nhóm Khánh Hòa. ID từ hướng Hà Nội về thì kẹt xe khoảng chắc hiện tại bây giờ cỡ 500 mét thôi chứ không nhiều lắm đâu. 500 mét xa đó, cấm dừng xe quá 5 phút nè. Nhưng mà cũng thông báo với các bạn rằng là sau khi anh Phương tua qua khỏi cái trạm này thì các bạn nên dừng lại uống cà phê đâu đó đi, nó sẽ kẹt nặng. Ông quá nản lắm luôn á. Ông quá nản luôn á. Kẹt cái gì mày ông già, kẹt xe à thôi à, chứ không có kẹt gì đâu. Nói chung là đông xe di chuyển chậm chứ không có kẹt xe. Mà có thể gọi Hùng, anh Hùng ra không? Anh Hùng đâu rồi, không thấy mặt anh Hùng vậy? Không, anh... Hùng Nguyễn đâu rồi? Hùng Nguyễn. Alo, alo, Hùng Nguyễn nghe rõ không? Không, không, không Nguyễn xuất hiện. Ủa này mua vé bên này, vé ưu tiên, mình đi phải qua bên này. Mình phải qua làng giữa anh, làng này là ưu tiên anh. Giá hỗn hợp. Không, mình như qua bên này em phải nói chuyện, anh bên đó không có đường nói chuyện. Nhìn lên bên này là em á. Tài xế chạy mà lơ. Trần, vô luôn trong cho vô là khỏi được đây rồi. Rồi ok anh công nãy cho mình vô. Ta hỏi trạm nào không có đợi. Trạm Ninh Lộc. Ninh Lộc Ninh Hòa. Trạm Ninh Lộc mà đầu đầu hướng trên đèo Cổ Mã về. Mà nói chung mà ngày hôm qua giờ không biết được mấy từ trăm. Trung Trần nói là ông già một đi tới đâu là ngày hôm qua. Đây, nè, tới hẳn tới lấy cái được cái từ 100 cũ, bây giờ tới hẳn tới phải lấy từ 100 mới á. Rồi tập trung công việc, tập trung công việc. Nhưng mà nó vẫn tối bình thường thôi, nó đâu làm khó gì vậy. Đậu xa quá, em 500 kg đậu xa quá. Rồi nó bắt xuống với một, rồi bắt xuống, nó kiếm tiền. Nó kiếm tiền đúng rồi. Rồi. Cho tôi xuống rồi, nó kiếm tiền nè. Này đi. Tôi thích xuống. Xe quà, xe bằng hũ luôn, xe bằng hũ luôn. Tôi thích xuống. Rồi xuống. Rồi xuống. Rồi xuống. Rồi xuống. Đi xuống. Tôi thích xuống, đừng có xuống. Vụ dê, vụ dê, vụ dê vậy. Thôi xả chạm đi. Ơ đừng bắt em, đừng bắt. Nó từng tờ đây hả? Chị nào đây, chị nào đây, chị nào cho biết quý danh luôn. Chị tên gì cho em xin biết quý danh nè. Chị ơi, chị đâu biết, chị xe, chị xuống chị quay vậy đó. À, chị tên xe, chị xuống chị quay hả? Chị cũng là một người chủ xe, chủ phương tiện và... Chị xuống chị quay giống như Vinh vậy đó. Dạ, đúng rồi. Bây giờ ai cũng gặp em quay, giống quay tôi nè. À, tôi quay tôi. Anh ra cho nó lời hóa mắng đi, vì sao mà xe đông kẹt như thế này mà không xả trạm anh?
giờ vậy mấy cái xe này sao lẹ nè. Bây giờ không trả thì giờ tôi lỡ mua vé rồi tôi trả tiền lại giao đây. Sao anh? Này là được miễn giảm 100% giờ nó còn giảm phụ không khách họ giảm 100% bây giờ tự nhiên thu lại 50% ai chịu là người địa phương ở địa phương là được miễn giảm 100%. Đúng rồi. Bây giờ là còn 50%. Mua vé rồi giờ trong đêm đứng đi hoài. Vé anh chờ xếp hàng mua vé luôn ha gì anh? À cũng giờ xếp hàng mua vé anh. Chạy lẹ đi mấy anh ơi. Kính gửi Ủy ban Khánh Hòa công ty đều công ty quận đều phải bắt được cả Khánh Hòa bên người trong địa phương đây đi có giảm 100% đối với xe nội thành xe buýt nội thành phải giảm 50%. Ai xin chào. Cũng là mấy ông vậy với tôi đâu biết gì xin tươi chưa, thấy giấy xin tươi chưa, BOT nên lọc cái giấy xin tươi như kìa. Địa phương mà được miễn giảm 8 xã thôi à. Giảm giá cho người ta mà lại thu tiền lại. Anh là giao thông anh ra đây giải quyết cái gì ở đây mà anh không xử lý vụ này. Tôi sẽ quay tôi đưa lên đưa. Bây giờ tôi đề nghị anh xử lý cái vụ này nhanh cho người ta đi. Được chưa? Đó là chuyện vụ của anh. Đây xe có giấy đây nè anh ơi. Anh cảnh sát cho không? Đây xe người ta có giấy nghĩa rồi. Bây giờ phải giải quyết cái xe. Bây giờ nếu cái trạm này nó gây khó khăn cho xe thì anh phải xử cái trạm này cho tôi. Mở trạm cho người ta đi. Anh em người ta bao nhiêu xe sao mà vụ của anh là làm cái gì này tại sao tôi làm? Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
Đây là cũng là xe anh em bằng hữu nhưng không có dán logo. Thì xe địa phương có đơn được giảm giá nhưng trạm thu phí ở đây là không giảm, giảm miễn phí 100% nhưng giờ chỉ ra là được 50% mà thôi. Nên anh em không đồng ý với mức thu này. Quay lại chứ không có thấy thằng quay tiếc luôn, tiếc đâu không có lấy thằng quay chào mọi người để không thấy người anh yêu. Anh yêu chưa ra tay mà đã có người rồi. Anh yêu chưa kịp ra tay mà đã có người mất tiêu rồi. Yeah. Đẹp quá nhiều rồi. Đó xa là không phải ở Ninh Lộc à, anh Liêm Lại Long ơi. Ở Ninh Lộc Khánh Hòa. Không, Đà Nẵng bị bắt cóc. Đà Nẵng bị bắt cóc. Tình hình đang căng thẳng mà trạm vẫn không có cái cách giải quyết. Giờ anh em miễn phí tiếng anh đi ra. Có nghĩa là bây giờ em mở một lượt miễn phí cho anh đi nè. Không, bây giờ anh hỏi em nè. Bây giờ anh đi que tiếng đi, anh đi về có thông tin không? Có thông tin gì không nữa? Em chưa có. Ông già sao quá. Tức là anh em nhà ông già sao quá mà ông nói được cái nói chuyện hay à nha anh công trạng. Mở thả tim đi chứ không để đứng mạng đó nha. Mở thả tim đi nha chứ không để đứng mạng á, đứng hình này không xem được á. Ai thả tim rồi thì cứ thả tim bớt nha chứ không để đứng mạng á. Hộp nội bộ. Ba em đang hộp nội bộ. Trời ốm lắm bé Vượng, ốm lắm. Đi chung xe là được rồi. Xe đó đi đến đâu rồi? Yeah. Bằng hữu mập. Cũng lâu. À, lên xe ngồi cho nó mót hả? À. Đúng rồi. Sao kìa? Đây, cái này đó. Đúng rồi kìa. Ở đây.
không? Ừ, mà để tao đi. Mấy người chơi là sao? Nên Lộc Khánh Hòa anh Nguyễn ơi, dứt đây rồi là anh Công ơi, tài xế Công đâu rồi? Mó chạy lâu rồi. Càng lên đi. Đang lắm. Nói kìa. Mình chỉ là quay thôi. Mình là vẫn là sang người thứ chứ sao mà. Đang ở Ninh Lộc. Anh phát biểu vài câu đi cho nó ngon. Mày ra đi, tao chém mày nát đít nè Trần Lâm. Anh phải phát biểu vài câu đi chứ. Anh nghe yeah, à, hồi nãy nó nói anh yên tâm đi, có đường thượng đang ba mẹ cái nóng ruột có rồi, lẹ cho tôi về chứ tôi nhớ vợ quá này rồi tôi đi ăn khác rồi. Giải quyết cho xe ra qua là anh em tên Quay cung đường 700 mét nữa cho có cơ sở để xử lý đó.
giờ kẹt xa quá xa. Nó thấy cái mặt tao không mày? Bà mẹ kêu công an ra đây giùm tao, cái tao nhờ cho lẹ coi. Ừ, nó đang đi Đà Nẵng về đi chơi mấy ngày nay, nhớ vợ chết mà không cho tao về đây nè. Anh Tấn lớn tiếng lắm, anh Tấn nói hay lắm. Hình sự hay sao kìa. Về mà làm khó nó nữa thì giải quyết ngay bây giờ luôn, xong rồi chấp nhận đưa cho nó cái giấy nó mới đi, tại vì là quyết định miễn phí cho nó 100%, có nghĩa là quyết định miễn phí cho nó 100%, nhưng mà bây giờ lại đến đây thì lại đổi ý chỉ miễn phí 50% thôi. Người ta không chấp nhận là cái điều đó là điều quyền lợi của người ta, chấp nhận là đúng. Thì bây giờ quyết định cho người ta đi thì phải đưa cái giấy là miễn 100% ok thì người ta mới đi. Nói bằng miệng người ta không chấp nhận, một tí nó quay lại đầu người ta nữa làm sao. Đó 79 đầu trước đó anh Quỳnh Thành Nhân ơi, hai chiếc 79 nữa trước đó. Đó bên kia xã Đạo Nội, bên này vẫn đòi sự công bằng, tại sợ chút xíu quay về là sẽ bị thu phí nữa, nên giờ chờ một tí, chờ quyết định, chờ quyết định. Đó giờ bên kia là anh em đã đi. Rồi, chuẩn bị đi.
sát em, sát em, sát một bên. Tiền không xài không có giá trị. Tiền nó không có giá trị, tiền nó không có xài được. Tiền xài không được. Tiền này xài không có được. Ui. Ở đây đánh không như chơi lại ha. Đã sao trạm hết phim